Vâng, xin chào các bạn. Mức tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi chiếc xe luôn là một con số khiến chúng ta thường phải bàn tán rất nhiều. Chúng ta thường nghe những con số của nhà sản xuất công bố của chúng ta khi đi. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì chúng ta hãy thử tìm hiểu về mức tiêu thụ của một chiếc xe vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Vâng, Suzuki Ertiga. Và cái chỉ số đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn chính là chỉ số ghi trên tem nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu đây ạ. Nhà sản xuất công bố rằng mức tiêu thụ trên đường hỗn hợp là 5,67, nhiên liệu trong đô thị là 7,07, và nếu như chúng ta đi đường trường là chỉ có 4,86 lít. Nó tương tự như một chiếc Piaggio đời cũ đấy, mức tiêu thụ đấy. Ở đây thì tôi có anh Vinh. Anh Vinh thì thường theo phong cách là chân to đạp rồi drip rồi vân vân thì các bạn cũng đã rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì với những cái kỹ năng của anh Vinh thì tôi vẫn muốn hỏi anh Vinh rằng là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố như thế này thì có tin được không ạ? Thực ra đây như mình hiểu là cái tem của bên đăng kiểm. Rồi. Họ đo, họ đi thử, họ đo. Vâng. Sau đó họ đưa lên con số ở đây chứ không phải là nhà sản xuất công bố ở đây. Rồi, đây là nhà tem đăng kiểm Việt Nam. Đúng. Rồi. Và họ có thể nói là họ thử rất là kỹ thì họ mới đưa ra con số nó chính xác đến cái 07 đến 86 đến 67 đây. Rồi, chăm nghe không bằng một thử. Chút nữa thì các bạn sẽ được thấy những con số thử khi mà tôi sẽ chạy theo một cái quãng đường từ đây xuống Quảng Ninh. Sau khi các hạng mục kiểm tra đổ nhiên liệu rồi dán tem niêm phong ok hết rồi thì bây giờ chúng tôi lên đường. Đấy, các bạn có thể thấy qua cái đồng hồ công tơ mét thì chúng tôi đi khoảng 2,8 km rồi, đang đi trên con đường Cầu Diễn. Chúng tôi sẽ đi theo cái lộ trình chạy tuốt về Hạ Long. Và các bạn sẽ thấy rằng là trên xe sẽ có 4 người nhá, sẽ có 4 người. Bởi vì luật chơi của ban tổ chức là có thể được tắt điều hòa, bạn có thể tắt hoặc không tắt. Tôi chả tội gì mà tôi không tắt cả. Tắt thì lượng tiêu thụ nhiên liệu nó cũng giảm đi rất nhiều đấy. Nói về lượng tiêu thụ về điều hòa. Và thưa các bạn, trong tất cả các cuộc thi các bạn sẽ hiểu rằng là các kỹ năng thì nó vô vàn lắm, nó cũng nhiều lắm. Và chúng ta phải càng chơi thì chúng ta mới có nhiều được cái kỹ năng. Hôm vừa rồi thì Xpander có một cái cuộc thi cũng khá hay về nhiên liệu. Thì đâu đó cái mức tiêu thụ nhiên liệu tốt nhất là 5,05, nếu mình nhớ không nhầm, nhà vô địch cũng giành được cái giải thưởng rất là tốt. Còn trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm ra kết quả. Bởi vì hai mẫu xe này dùng cái động cơ cũng tương đối là giống nhau, 1.5 lít. Công suất thì Ertiga có vẻ như là thấp hơn một chút khi mà ra cái chỉ số công suất là 138, thấp hơn 3 ngựa so với cả Xpander. Mô men xoắn cũng thấp hơn một chút. Đấy là những chỉ số về mặt lý thuyết, tuy nhiên về thực tế chúng ta sẽ phải thử. Động cơ trên mẫu xe này về dung tích công suất thì cũng tương đối như Xpander, và cái hộp số là cũng hộp số 4 cấp. Mà theo mình được biết là cũng dùng chung cái hộp số 4 cấp của hãng Asin. Nói chung là cộng đồng doanh nghiệp thì chả tội gì mà không hợp tác với không có những cái gì đó chung chung để tối ưu. Như cái dự án bây giờ thường những cái dự án, những cái platform xe tương đối rồi giống nhau rồi chia sẻ nhau vân vân thì nó cũng tạo ra được nhiều cái giá trị về mặt kinh tế. Rồi chúng ta chỉ cần thay đổi ngoại hình, thêm bớt trang thiết bị, tạo ra những cái unique selling point rồi vân vân thì sẽ có được những cái lợi thế về mặt bán hàng. Mỗi khách hàng thì có các sở thích khác nhau, đúng không ạ? Đấy, ví dụ anh Duy sẽ thích bạn gái phong cách như thế này, tôi thì sẽ thích bạn gái theo phong cách kiểu khác, hai anh kỹ thuật đằng sau thì lại kiểu khác nữa. Thế cho nên vợ chúng ta sẽ là khác nhau. Xe cũng vậy thôi. Xe này chút nữa lên cao tốc, vào đường cao tốc Hải Phòng thì tôi sẽ thử. Bây giờ đi trong phố thì tua 1.5-60, nghe có vẻ thơm. Nhưng mà về cơ bản thì phải giảm tiếp cái vòng tua máy xuống một tí nữa.
7,7 km à? Để mình chuyển xem cái mức nhiên liệu nhá. Nhiều bạn là hay hỏi là tại sao cái chỉ số vòng tua và cái km ấy, cái chỉ số tốc độ ấy là nó lúc đang lên mà vòng tua nó cao, bởi vì lúc đấy mình đang ép ga, còn cái việc mà mình chạy đều nó trả về số thấp nhất ấy, số cao nhất ấy, để giảm cái tỷ số chuyền cuối ấy, thì sẽ được cái mức vòng tua thấp thế thôi. Còn khi mình đang ép tua thì đương nhiên rồi, đang căng cực căng lực lên mà kéo thì phải gân ghiếc nó phải nổi hết cả lên. Còn khi mà ta chạy đều rồi thì mọi thứ nó lại mềm mại. Bây giờ chạy trên đường cao tốc thì đấy, đấy tốc độ khoảng dưới 5 mấy thì đấy, 5.7, 5.8 thì là tua máy nó chỉ còn khoảng 1.400 thôi, 1.400, điều hòa tắt. Vậy tôi hỏi anh trưởng đoàn là có được tắt không? Thì tùy bạn, thì đương nhiên là anh em nào cũng phải tắt rồi. Các kỹ năng đi thi nhiên liệu chia sẻ với các bạn luôn là có rất nhiều kỹ năng. Ví dụ như tôi nói, ví dụ ngày xưa tôi đi thi với một số cái chương trình tổ chức quen thuộc ở tại Việt Nam ấy, thì ví dụ như là xếp hàng xe khoảng 20 cái xe vào đoàn xăng, thì cái xe ở thứ 15, 17, 18 ấy, thì đến lúc tắt máy rồi là đẩy vào thôi các bạn, đẩy vào để tiết kiệm, bởi vì nó chỉ chênh 0.1 thôi thì đã là có chức vô địch rồi. Mà vô địch đôi khi được một cái xe thì nó cũng ra gì phết. Cho nên là anh em đẩy xe hết, nói chung là cứ liên quan đến giá trị kinh tế là thôi anh em các mẹo là lôi ra hết. Cho nên cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi mà các bạn sẽ thấy được những kết quả phi thường. Con người mà. Đây, ví dụ một chiếc xe là phi làm cái dầm vắt sang làn là tôi lại phải. Từ cầu Diễn thì bây giờ chúng tôi sắp qua trạm soát vé rồi, sắp vào trạm soát vé. 38 cây số để tôi kiểm tra xem cái mức tiêu thụ nhiên liệu đấy các bạn thấy không? Nó đang chạy nó. Bây giờ mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là theo đồng hồ trên xe là 3.8 lít trên 100 cây. Nhưng cái vấn đề ở đây là chúng tôi sẽ phải đo kết quả là bù bình xăng vào và tính trên km chia bình quân ra. Rất vui là nó cũng có thể có những cái sai số nhất định, bởi vì do cái áp suất bình xăng rồi tải trọng trên xe, ví dụ 4 người chúng tôi 350, người khác lại 400 cân, người khác chỉ có 320 thì nó cũng ảnh hưởng. Nói chung là mình phải được cô thương, mà cô mà thương thì muốn làm người thương cũng không được thưa các bạn. Cái đó thì mới có giải được qua trạm thu phí. Các bạn, sau khi mà lấy được cái vé xong thì tôi bị mất 0.1. Đấy, chỉ cần một sai sót nhỏ trong những cái cuộc thi như thế này thì có thể vượt mất chức vô địch. Đấy, những trận thi đấu đỉnh cao và những cuộc thi nhiên liệu nó là như vậy. Và một cái điều rất đặc biệt nữa là trên cao tốc thưa các bạn, tôi sẽ không được chạy dưới 60 km/h. Trong khi lúc nãy thì cũng bật mí một chút là nếu như mà tôi chạy khoảng 5.7, 5.8 thì tua máy nó dưới 1.400 và tức thì nó đâu khoảng 3.5 lít và bây giờ thì không có lựa chọn nào khác là phải chạy trên 60 km/h để bảo đảm cái luật giao thông đường bộ. Phải nói rằng là rất vui, rất may mắn là hôm nay thời tiết lại có một cơn mưa. Chứ còn nếu như nắng như mấy hôm vừa rồi thì chắc không thể tắt điều hòa mà đi được. Đấy. Và với cái điều kiện mát mẻ như này, thời tiết mát mẻ như này thì tôi có thể dùng quạt như này. Mát anh em mỗi lần. Đây là tài liệu hướng dẫn về lộ trình rồi vân vân, các thông tin của xe. Bây giờ thì chúng tôi đã đến Hải Phòng. Bây giờ tôi sẽ qua trạm thu phí. Ôi giời ơi, 1:25. Đi thi tiết kiệm mà, phải đi đều và đi ở cái tốc độ ngọt. Đấy. Qua trạm thu phí thì chúng tôi sẽ tiếp tục chạy xuống thành phố Hạ Long. Tôi xem quãng đường là bao nhiêu rồi. Ôi ôi, 120.6 km. Các bạn sẽ thấy trên màn hình là sẽ cái vạch xăng nó chả tuột đi một chút nào luôn nhá. Tôi chưa thụt một vạch nào. Chỉ số vẫn 3.8. Tôi nghĩ là kết quả có thể tốt hơn nếu như mà tôi chạy khéo hơn nữa. Sẽ có những người sẽ chạy khéo chân hơn nữa. Bởi vì sở trường chạy tiết kiệm nhiên liệu nó lại không thuộc về tôi. Thiên về công suất hơn, mỗi người một phong cách. Rồi, chào em. Nay mát rời nhờ. May mà mát rời mới đi tắt điều hòa cho tiết kiệm. Có để điều hòa cho. Tắt chứ, đang đi thi mà.
Và còn khoảng hơn 30 km nữa thì chúng tôi sẽ kết thúc cái hành trình thi thố về nhiên liệu. Thì nhân đây thì mình cũng chia sẻ thêm một số cái chiêu gọi kỹ năng như đó, ta phải nâng tầng cụm từ lên cho nó oách. Ví dụ như là tôi đang đi như thế này chẳng hạn nhá, thì thực ra là mình hé cái kính này để giảm bớt cái lực cản gió vào trong xe, nhưng vẫn đủ được cái dưỡng khí để thở. Thì ví dụ như khi nào mà mình muốn thở, mình đặt cái tay này mình để lấy thêm dưỡng khí cho nó thoáng, không nhiều lúc nó bí cũng buồn ngủ phết đấy. Nói thật cũng rất là buồn ngủ nếu chúng ta bị thiếu dưỡng khí. Cái thứ hai nữa là nếu như trong đối với các cuộc thi về bắt buộc phải sử dụng cái hệ thống điều hòa, thì thực ra là mình sẽ chọn được một cái tốc cái nhiệt độ nhất định mà cái nấc gió nó vừa phải. Ví dụ nhiều khi điều kiện trời nóng thì chúng tôi vẫn phải chọn những cái tốc cái nhiệt độ, mức nhiệt độ là khoảng 26 độ 5 26, nó đủ mát liu riu, nấc gió chắc chỉ một thôi. Nhưng đấy là việc chọn. Còn cái việc mà có thể kỹ năng ấy là đôi khi mà bắt đầu đề pa là thường là cố gắng óp nó đi một tí. Đấy, óp nó đi một tí. Rồi sau đấy là lại mới đạt được cái số cao nhất độ ổn định, cái tốc độ ổn định ấy, thì ta lại bật lên. Riêng cái chiêu đấy tôi xin thưa với các bạn rằng đã tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu. Rồi, kết quả nó sẽ rất là chênh lệch nếu như không sử dụng cái chiêu đó. Tôi vừa thoát ra khỏi cái cao tốc ạ. Đây, một chiếc mô tô đang đón chủ đáo lắm. Chiếc mô tô phía trước với tôi, phía trước xe tôi đang nhấp nháy đón. Đấy, và thực sự chạy trên cao tốc rất rất buồn ngủ. Đấy là sự thật. Bởi vì đi thi nhiên liệu mà cái gì nó cũng cứ đều. Và mặc dù trên cao tốc đoạn đầu cái điều kiện đường nó khô ấy, tôi còn giữ được ở cái 3.8 lít trên 100 km. Nhưng mà thực sự là cái nửa sau này mưa khá là lớn, mặt đường trơn thì tôi đoán là như vậy, 3,9 lít trên 100 cây như các bạn đã thấy ở trên đồng hồ. Bây giờ thì đã thoát khỏi cao tốc rồi, đi vào những con đường dẫn về khu FLC Hạ Long, cho nên là điều kiện nó sẽ không hoàn hảo được như chạy trên cao tốc. Và không biết là tôi có giữ được dưới đầu 4 hay không. Rất may là có một anh mô tô, anh ấy dẫn đường. Đấy. Rồi. Và đấy. Cho nên là cũng sẽ yên tâm hơn. Thực sự là rất hồi hộp. Với tôi thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ giữ được dưới 4 là một thành công đối với tôi. Đấy. Còn kết quả thì sẽ phải công bố sau khi mà tổng hợp lại, bởi vì có một cái công thức tính cũng khá là phức tạp và khoa học. Chậm lại, cua. Rất xót xa khi phía trước tôi là một chiếc xe chặn đầu, vì vậy lại phải dừng lại và lại phải tăng ga. Đấy là một thiệt thòi đối với tôi, thưa các bạn. Không sao, đành phải chấp nhận thôi, cuộc chơi mà. Điều kiện nó cũng khá là tự nhiên. Cố gắng. 3,9 nhá. Các bạn sẽ thấy là ở trên cái đồng hồ đo xăng ấy, từ E đến F ấy, MT với cả full ấy là đầy ấy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy chưa mất một vạch nào. Thực sự là không thể hiểu nổi. Và lúc nãy thì tính sơ thì đâu? Vào đây à? Đâu ạ? Vào đâu đây? Liệu có giữ được không? Giữ được 3,9 được bạn. Nếu như phải 3,8 nữa thì là tài phát thì tuyệt vời, nhưng thôi không sao. 3,9 cũng được. Chỉ là tôi đã chiến thắng với chính cái mục tiêu, chính cái bản thân tôi đã đặt ra ngay từ đầu rồi. Và bây giờ thì tất cả đều phải chờ và phải tắt máy ngay. Giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt, Ford EcoSport mới, chuyên gia đường phố của bạn.